Em Phạm Vấn đây, tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm về khuôn đúc viên kê bê tông. Thì hôm nay Phạm Vấn sẽ giới thiệu anh chị em rất là nhiều cái mẫu khuôn ở bên em đang phân phối này. Đấy, cái mẫu chính mà thị trường sử dụng nhiều nhất thì vẫn là dòng V2 và H7. V2 thì có chiều cao 20-25, số lượng viên là 30 viên một khay này. Đó, còn đây là dòng H7 này, số lượng viên là 10 viên một khay này, khuôn to rõ ràng này, đó, số đẹp này, 10 viên một khay này. Em sẽ test thử khuôn cho anh chị xem nhé. Đập phá thoải mái luôn, khuôn không bao giờ hề hấn gì. Nhựa ABS nguyên sinh, cực kỳ là dày dặn chắc chắn nhá. Dòng này anh em dùng thì cực kỳ là yên tâm vật chất luôn. Đây. Đó, này. Một các mẫu khuôn bên em nhá, H6, H7, H8, H9, H12, D1, D2, D3, D4, V1, V2, V3. Đấy, rất là nhiều các mẫu khuôn để phục vụ anh em các bạn khắp mọi miền Tổ quốc luôn. Đây, con V1 này, chiều cao là 15-20, số lượng viên 36 viên một khay này. Đấy, V2 30 viên một khay, chiều cao 20-25. Còn V3 thì của nó là đây, 24 viên và số lượng của nó là 24 viên một khay nhá. Đấy, đây là con D3, D2 này. Đấy, con D2 có lỗ sỏ này, con này 16 viên một khay này, nó có cạnh là 35, 40, 45, 50 này. Đấy, con D3 hay còn gọi là D38 này. Đấy, anh chị em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ nhé. Xin chào anh chị em, video sau.